Mưa lớn thời gian qua khiến lượng nước đổ về hồ Trị An ở tỉnh Đồng Nai nhiều và đơn vị quản lý đã phải xả gần 1.000 mét khối trên một giây xuống hạ lưu trong sáng nay. Và đây là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vùng hạ dù. 8 giờ ngày 27 tháng 8, công ty thủy điện Trị An đã tiến hành xả lũ nhằm đảm bảo an toàn thân đập. Theo công ty, lưu lượng xả qua đập tràn là 150 mét khối trên một giây, tuabin phát điện là 800 mét khối trên một giây. Tổng cộng gần 1.000 mét khối trên một giây, nước sẽ đổ xuống hạ lưu. Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, đơn vị có thể thay đổi lượng nước xả qua tràn nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng lớn đến người dân vùng hạ lưu cũng như là vận hành nhà máy. Nguyên nhân việc xả lũ do lượng mưa lớn thời gian qua khiến mực nước đổ về hồ càng lớn. Trung bình lưu lượng nước mỗi ngày vào khoảng 1.400 mét khối trên một giây. Dù thủy điện xả nước nhưng nhiều người dân bất chấp nguy hiểm mang lưới, chài đến gần thân đập để bắt cá. Do được chính quyền địa phương khuyến cáo nên so với năm ngoái, lượng người đến bắt cá đã giảm hẳn. Trong khi đó thì ở trũng thấp ven sông các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh cũng chú ý đề phòng nước lớn.